người lên sớm đấy nhỉ. Thế hôm nay thầy bắt đầu cắt thật. Thì có một anh thì con vừa có đi rồi. Nó có cứ ấy đi thì con hứa. Cái này con lại quay lại nữa đấy. Rồi mới chào cô chú chị. Thì mình đi ở đây thôi. Rồi đủ đủ cái đồ thì ở đây thôi. Hôm trước mới thì là ở ạp với có gì tự nhiên nó chứa mà mình cố lên xong. À vâng. Đây là cắt 10 năm. Mình hoan hỉ rồi. Mình ai hỏi á, con đi học tập thôi. Dạ. Yeah. Rồi thì thầy cô chú anh chị thì bữa nay cũng có một anh ở đây, gần đây qua cúng dường đại sư thì cũng rất là nhiều đồ nên và cái clip này thì có thể là quay cái clip này nữa thì ngày nay là sư ẩn tu nha. Cũng thông báo cho cô chú anh chị mình biết nha. Có đi học tập một thời gian nhé. Dạ, thì gọi là đi ẩn tu đi. Giúp anh thì nha. Nói chung là sư ẩn tu hôm nay thì nhưng mà sư rất là vui. Đặc biệt sư đi ẩn tu sư rất là vui nha cô chú anh chị. Còn sư ẩn tu thì ẩn tu ở gần đây thôi. Còn chỗ nào thì nói chung là cho hôm nay sư nhận đủ rồi chắc sư sẽ quay về sư không đi phát thực đâu cô chú anh chị. Vâng, chắc con ấy. Dạ. Anh thì con cảm ơn. Dạ dạ dạ. Sư ra sư vừa ra thôi là cũng có một anh cha đã cúng dường gia sư và em cũng mua thêm một ít đồ gia sư để làm sư dùng. Mời em vậy nhé. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Cảm ơn. Hôm nay thì sư đi ăn sâu của chú anh đệ. Cái nói thì sư đi ăn sâu cho cả một ngôi rồi ăn sâu. Một anh ở đây anh đang đầu tới. Cũng như là sư là một nhiều thì sáng nay em cũng đưa cho sư và tôi đây cái được em được biết em tìm hiểu em được biết thì sư rất thích ăn mai không quay được con nữa chắc hơi buồn nhỉ. Dạ vâng, còn đi chắc một vài bữa. Dạ vâng, đi học tập thôi. Dạ dạ. Này cô chú, em tìm hiểu em biết sư rất thích ăn bắp một ngày em có mua hai trái bắp tới hai ngày đây thì sư không có đi xác thực nha cô chú anh chị. Sư cũng đủ đủ đồ ăn rồi nên sư không có đi. Sợ vô trong này cô chú chị sợ vô trong này lúc khó lúc không á. Sư đây nghe con cúng dường sư anh không ăn được cấp cho em cúng dường dịch sư thì cái này mua sờ sư khác thật sáng nay không đủ cô chú chị. Sáng nay thì sư trên đường đi khách thật nhưng mà có một anh ở đây anh vào anh cúng dường đại sư cũng rất là nhiều đồ thì đủ rồi nên thôi sư cũng không đi nữa. Và clip đây thì em muốn thông báo cho cô chú chị mình là clip này là clip cuối em quay sư nha. Thì ngày nay thì sư sẽ đi ẩn tu. Qua những ngày sau thì có sẽ không còn sư ẩn tu cũng ở một cái núi ở gần này thì cô chú chị nhưng mà đợt này sư ẩn tu thì nói chung là rất là vui của chúng chị, vui lắm. Clip này cũng là clip cuối của sư Minh Dực nhà cô chú anh chị. Biết rồi, rất là vui luôn. Ngày mai bắt đầu sư sẽ đi ẩn tu một thời gian rồi sư sẽ về. Dạ, cái này thì em xin giữ thông tin nha. Sư ẩn tu nói chung là cũng gần đây thôi nhưng mà sư ẩn tu thì em sẽ không theo quay được và cũng không có thể theo quay làm phiền sư được nên để cho sư tu tập rồi khi nào sư về thì em tiếp tục quay cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ thì em quay sư đang quán y để chuẩn bị khắc thực nha cô chú anh chị. Về lại. Sáng mai thì sư vừa ra thì có một ông anh cúng dường cho sư rất là nhiều luôn nên là sư cũng không đi khất thực nữa. Thì có bọn em thì cũng có cúng dường cho sư một ít nữa nên là sư đủ ăn nên sư không đi khất thực nha cô chú anh chị. Sư mà ăn mấy hôm ở đây con cũng buồn lắm á, mà không giờ ở sư biết. Vâng, con thì tùy duyên mà. Cứ đi học tập thôi. Dạ. Đi học tập, tinh tấn học tập thôi. Dạ, con cũng chúc mừng sư nha. À, có gì đâu mà chúc mừng nha. Không thì sư đợt này sư ăn tu, vừa ăn tu mà vừa học tập nữa thì con thấy vui.
ấy đỡ để làm ảnh hưởng đến mọi người á. Dạ hả. Nhưng mà đợt này còn thấy sư đi ăn tu, đợt này còn thấy sư hơi vui á. À, cũng bình thường. Thấy nhiều. À, sáng nay khuôn mặt sư là rất là vui luôn, vui vẻ luôn. À, cô chú mình cũng hoan nghỉ ha, sư bữa nay sư cũng vui rồi. Bây giờ thì sư khắc thật thì em sẽ không quay nữa. Em mình cứ ấy, con chưa dùng đâu, đang làm sớm. Dạ. À, bữa nay là bây giờ là con cái chìa khóa đấy, con cứ để cái chỗ đó đấy. Dạ. Thì đó, cô chú chị nha. Có gì mình nói với anh kia hộ con nhé. Dạ. Đây nha cô chú chị nha. Ở đây thì chỗ là sư khóa túc ở đây. Thì chìa khóa rồi thì sư cũng gọi là sư cũng chỉ cho em hết rồi. Sư có nói là nếu mà đi sư đi thì em cứ có muốn vô đây thì em cứ vô nha. À, em muốn ngủ lại cũng được nữa. À, sư cũng có nói hết rồi. Thì đây cô chú anh chị. Rồi. Nhà của con đâu. Dạ. Con cũng xin xá túc ấy. Dạ. Xin ở ấy. Dạ. Vâng. Rồi cô chú anh chị ạ. Ngủ lại thì cái đó tùy duyên này. Dạ. 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 Rồi. Này bây giờ tới giờ sư thọ thật các cô chú anh chị thì em xin mạn phép em dừng clip. Hẹn cô chú anh chị mình clip mới nhất của sư nha. Rồi em mến chào cô chú anh chị mình ạ. Chìa khóa con ơi. Thọ thật thì em sẽ vô trong quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Nơi sư ngủ. Bây giờ bắt đầu là sư thỏa thực nha các chú anh chị, nên là em sẽ không quay cho sư được thỏa thực tự nhiên nha các chú anh chị. Rồi giờ sư đang khắc thực ở chỗ sư đang thỏa thực cho nha các chú anh chị, nên bây giờ xin phép quay chỗ nghỉ ngơi của sư cho cô chú anh chị xem nha. Đây, đây là chỗ nghỉ ngơi của sư này. Đây có một cửa sổ. Cửa sổ đây thì nhìn ở phía sau. Phía sau thì toàn là cây cối cỏ không như của chúng chị. Đây là cái nhà cũng nhà hoang á. Nên cũng ngoài sau cũng hoa dọn dẹp. Đây là chỗ nghỉ của sư nha. Đây của chúng chị. Đây có một cái gối nè. Đây là cái gối của sư nè. Mà sư không phải là gối để gối đầu cho cô chú anh chị, cô sư ngủ là còn một tay á, một tay chống lên chỗ cái chỗ lỗ tai của chú anh chị, nằm nghiêng lại bên á, nằm giống cái tướng Phật á cô chú anh chị, nên sư nằm ngủ thế đó thôi như cô chú anh chị. Sau đó chỉ có một cái cửa sổ nữa. Đây có một tấm hình của sư phụ này nha cô chú anh chị, rất là từ bi luôn. Hay lo rồi đồ, đây là đồ cá nhân của sư, kinh này của chú chị Phật, kinh quá trời luôn, sư hay đọc cuốn sách đó, kinh nên sư để đây rất là nhiều nước đây thì bà con cúng dường cho sư. Đây quay tổng quát chỗ nghỉ ngơi của sư mình dường cho cô chú anh chị xem nha. Đây thì có một tấm bạc, tấm bạc đây thì để bà con tới để đành lễ để sư nha. Đây thì một phòng, đây có một ảnh Bác Hồ. Ảnh Bác Hồ thì em nhớ lúc trước sư mới vô thì ảnh Bác Hồ bỏ ở đây cũ, sư cầm xuống bao lâu sạch sẽ rồi sư bỏ lại trên cái kệ đó nha cô chú chị. Sư cứ bỏ một chai nước, chai nước và một cái ly. Cận cảnh của chú anh chị đây, rồi em đi ra lại của chú anh chị.